Yo, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Kiên Bảy Tư đây. Thì hôm nay mình dậy khá là sớm để chuẩn bị cho quay một MV rap cực kỳ ngầu để tới đây ra mắt nha mọi người. Thì khi nào MV rap đó ra thì Kiên sẽ ra cái hậu trường này. Đó, và hiện tại thì Kiên cũng đã bắt cướp xong rồi. Tóc hôm nay cũng khá là đổi mới mọi người, để 73 luôn này. Đó, lần đầu tiên Kiên để kiểu tóc như này luôn và lần đầu tiên Kiên được rap nha mọi người. Really nigga. Là hay rap ở trên kênh Heavy Rap giọng miền Trung giỡn vậy thôi, nhưng lần này rap theo lyric và theo nhạc cực kỳ là khó luôn, nhưng Kiên sẽ cố gắng hết sức để làm tốt cái MV này vì mình được trong một nhân vật để quay mà, đúng không? Và bây giờ thì Kiên sẽ vào quay hậu trường cho mọi người xem bên trong như thế nào nhé. Ok, let's go. Trong này gồm những ai ta? Cam Sai. Hello em. Bắt cướp xong rồi hả? À, Hoàng Vân đấy, trợ lý ad đó. À, anh trai thân yêu. Em uống gì không? Anh giờ anh đi đâu và làm gì anh? Anh làm pha chế nước cho mọi người. Pha chế nước hả? Cho em xin ly trà đá đi anh. Trà đá. Đúng rồi. Đấy, hôm nay tới đây được cung Hồng Lộc làm cho ly trà đá luôn mọi người. Vào đây mà nét hơi bị mờ thì mong mọi người thông cảm nhá. Có chứ, ôi trời ơi. Anh có nước xanh với cả coca thử nhá. Dạ. Mà em trà đá. Thôi em muốn trà đá thôi em. Ôi, nhạc bật lên rồi. À, na trong kìa mọi người, na. Bên này là hậu trường quay nhá. Na bên kia, đây này. Na. Cắt, em ơi, mặt vẫn hiền quá. Sau cái mày vào cho anh em ạ. Hơi ao nát nè. Nhấc lên thôi. Ok tất cả mọi người, thì hiện tại đây là phía sau hậu trường. Sáng giờ mình mới gặp chủ tịch mọi người. Đó, và hiện tại thì đang tới cảnh của mình quay. Và mình cũng đang chuẩn bị để quay. Đó, tất cả mọi người ở đây thì đang sống ảo ở cái góc tường này cực kỳ đẹp luôn. Đó, mọi người sau này sẽ lên Facebook sẽ thấy những cái bộ ảnh ở đây nhá. Anh Sang thì đang chụp hình cho Na này. Sống ảo. Đó. Đây, để xem hình anh Sang chụp sẽ như thế nào. Ồ, màu đẹp chứ kìa. Ô, này đây này. Đây này. Đúng là nghề chụp hình 4 năm. Ui là thế. Đây để em hô cho. Giọng em rất lớn. Anh muốn hô bao nhiêu? A few moments later. Hôm nay là thứ bảy. Ok mọi người, thì vừa rồi Kiên cũng đã quay cảnh của Kiên xong và còn rất nhiều cảnh nữa, nhưng mà bên này hát văn nghệ múa tiết sướng quá, Kiên phải qua nhập hội thôi. Hello mọi người, ai là nàng thơ giơ tay lên nào. À thế à, em không là nàng thơ. Không còn là nhạc sĩ mộng mơ, tình đời nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết thương. Tiếng yêu này mong mơ em tan vỡ tôi cũng đầy thôi xem những ngày tháng hồn nhiên chờ. Một tay. Đó, mọi người thấy không? Sung không? Đi quay mà dậy sớm, ngồi xíu là kêu mệt chứ hát là vui hết à. Đó, thì Lát nữa kia sẽ quay tiếp những hậu trường tiếp theo và hay cho mọi người xem nhá. Ôi mắt ấy không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đôi mắt ấy cu. Ok, thì khi về ghép lại video thì Kiên thấy lúc Kiên ngủ bị quay lén mọi người. Đó, cái dáng nằm như con lợn luôn đấy. Lúc đó ngủ quá mọi người. Cười lên Kim Tròn này, cười lên Kim Tròn này, cười. Tao bảo mày cười. Ấy xỉ mặt mày nhăn đáo giờ cười. Đẹp trai à? Ừ, đẹp trai nghe. Đẹp trai à? Trời cho dễ thương chẳng ơi. Ừ, đẹp trai luôn đấy. Cho đây cười cho đây. Thì hiện tại tụi mình đã thay sang một người một trang phục mới để quay cảnh tiếp theo. Đấy, bệnh trong vai cái chàng đi bơi để cứu một cô gái. Xích chó vậy. Bác ca. Bộ đồ bác ca đúng rộng luôn. Đây, panda. À, Happy Kevin. Đây, Kim Tròn sẽ là một anh chàng đẹp trai. Ui. À, Kim Tròn kìa. Chết quá, chết quá, chết quá. Ok, và đây là bộ đồ của mình đã thay lên. Đôi giày Haka, tên là tên ông bó na này kìa. Ồ, ghê. Đây, lắc bạc này 2 tỷ. Dây bạc này 5 tỷ mà đều tiền âm phủ ấy. Thì người ta chỉ thích đôi giày này thôi. Đôi giày 200.000. Nhìn 3, 2, 1, 3, 5. Lành bát tiếp mục ca khúc măng non này. Ok đây, cánh này có vẽ được không đây? Thử khoảng cách để vẽ cánh không đây? Không đủ vẽ được. Chốt thân nào? Chốt thân vào máy lên. Em ngửa máy lên, em ngửa máy lên. Lên. Đây chưa? Chốt lên đi. Bỏ chừng vào đây. Chốt cái môi đi, cái môi rồi. Rồi, Kim Tròn. Ok nhá. Ok đấy, tầm như thế đấy. Chơi đây. Cái mày đấy. Thôi. Máy chạy này. Bay lên cao như là trực thăng. Hấp thụ tăng cực mana thì thể lực tăng. Lương phải đấu trường vẫn đủ sức thắng hay được khét nét vì Heavy có sức nặng. Ở Việt Nam tốt một. Chưa. Bố cục không ổn lắm nha. Sao cho? Sao cho? Mở chân. Đứng lên đi, đứng lên đi. Vừa thấy Na hôn cho nên anh cũng muốn được hôn. Anh cũng muốn được hôn. Thương quá. Yêu quá. Bị dữ. Mở cái điều nhảy của mày coi nào. Thằng nào cũng mệt rồi mà còn chung. Rồi máy chơi ạ. Anh lên tí này. Ta chưa. 3, 2, 1, 3. Không vô bà em với cái đô la. Em đi đến đó và mới xây vui nhà. Nếu tôi chật chật sẽ đi cắt phòng đi. Và trên mọi đồ trường em đi là đối tượng ý. Ok, thấp, được lấy đi. Yeah. Còn bây giờ ăn cơm nào. Ăn cơm đi. Những bộ phim đẹp. Bao nhiêu ạ? Sao những bộ phim đẹp. Là giống nhau nha. Rồi, cả đường đằng sau nhích sang bên trái một xíu. một xíu rồi thôi. Anh cú lại sao phải đấy đúng không? Ok mọi người, hiện tại Kiên cũng đã về tới nhà rồi. Và hôm nay là một ngày cực kỳ vui mà cực kỳ là khá là mệt. Vì mình phải dậy từ lúc 8 giờ và bây giờ đã 10 rưỡi đêm rồi mới về tới nhà. Hiện tại thì cũng chưa tắm đồ gì hết. Thì Kiên cũng mong mọi người thông cảm là không quay những đoạn sau được cho mọi người xem. Là vì khi đang quay thì hôm nay là trục trặc là máy hết pin, mọi người quên đem sạc dự phòng đi và không thể có dự bị và quay những đoạn sau, đoạn 2 cho mọi người xem được. Mà nhưng Kiên thấy clip này là hậu trường khá là hay rồi nha mọi người. Mọi người nhớ xem và để cho Kiên một like, một lượt subscribe và đừng quên đăng ký kênh của Kiên nha mọi người. 12 giờ hàng ngày Kiên Heavy Kiên 74, mọi người nhớ đón xem nhá. Bây giờ thì Kiên xin phép mọi người sẽ đi tắm rửa, tẩy trang mặt đó. Bye bye mọi người.